Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các sự kiện chính trị của tỉnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuyển tải đậm nét trên sóng phát thanh truyền hình. Các chương trình chuyên mục của đài được đổi mới và nâng cao chất lượng. 2.555 chương trình và bản tin thời sự, 70 chương trình bản sắc địa phương, 38 chương trình kết nối Đông Nam Bộ, 365 bản tin trước ống kính, 1.559 chương trình chuyên đề chuyên mục và dịch thuật, 629 chương trình văn nghệ đã được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện và phát sóng phát thanh truyền hình trong năm 2021. Với các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước, đài đã thực hiện chuyên đề bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, phối hợp sản xuất và trực tiếp sản xuất 9 phim tài liệu kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành quả trong phòng chống dịch. Trang thông tin điện tử của đài cũng đăng tải 19.659 clip chương trình phát thanh truyền hình, 17.275 clip và hình ảnh trên YouTube. Trên kênh YouTube BRTGO đạt mốc 100.000 lượt đăng ký. Năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức để thu hút quảng cáo, đẩy mạnh hợp tác xây dựng các chương trình chuyên mục mới theo hướng xã hội hóa nhằm tạo nguồn thu và tạo sự phong phú, hấp dẫn cho các chương trình phát sóng của đài, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, báo chí. Tham dự tổng kết công tác phát thanh truyền hình năm 2021, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt được trong năm 2021. Đồng thời đề nghị trong năm 2022, đài tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lộ trình số hóa của chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các đài quốc gia, các cấp, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.